Thưa quý vị khán giả, sau khi bản tin tài chính kinh doanh phát sóng về bài thuyết trình của người tự xưng là nhân viên bán hàng đa cấp của công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam hay là Liên kết Việt, thì sáng ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay đại diện của công ty Liên kết Việt, ông Lê Thanh Sơn, và biên tập viên Minh Hường sẽ là người đối thoại với ông Sơn. Xin mời chị ạ. Vâng, cảm ơn chị Minh Hằng. Kính chào quý vị và các bạn. Đầu tiên thì xin cảm ơn ông Lê Thanh Sơn đã tham gia chương trình. Xin được giới thiệu ông Lê Thanh Sơn là chuyên viên đào tạo đại diện của công ty Liên kết Việt. Trước tiên thì xin mời ông Sơn cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng xem lại một video clip chúng tôi đã phát ngày hôm qua về một bài thuyết trình của một người tự xưng là nhân viên bán hàng của công ty Liên kết Việt. Ngót cả trăm người, quá nửa là phụ nữ, còn lại là ông bà già, nông dân. Suốt 2 tiếng đồng hồ, tất cả ngồi nuốt từng lời của một người tự xưng là đại diện ban giám đốc của Liên kết Việt. Công ty của cháu có các gói đầu tư như sau: gói 10 sản phẩm tương đương với số tiền là 86 triệu đồng, gói 20 sản phẩm tương đương với số tiền là 172 triệu đồng, gói 46 sản phẩm tương đương với số tiền là 400 triệu đồng, gói 1,6 tỷ, gói 3,5 tỷ và gói 9 tỷ 3. Gọi là bán hàng nhưng không cần bán hàng. Bán hàng làm gì khi mà không cần làm gì cũng có tiền. Nhiều bác hỏi cháu rằng: cháu ạ, đi làm mà mới có tiền thì là một điều bình thường đúng không ạ? Mày khéo mồm thì mày còn làm được, mày còn mời được khách. Chứ cô chỉ ở nhà quanh quẩn mấy con gà, con lợn thì cô mời ai bây giờ? Vậy cô có tiền hay không? Thì cũng xin được chúc mừng các bác luôn là đến với Liên kết Việt trong thời gian này sẽ có một chương trình được gọi là chương trình các bác không cần phải làm gì hết mà cũng có tiền. Cái được gọi là chương trình các bác không cần phải làm gì hết mà cũng có tiền đã hâm nóng cả khán phòng. Không lên công ty nữa, cũng không quay trở lại doanh nghiệp nữa, không mời một bất cứ ai lên doanh nghiệp để tìm hiểu. Tức là chỉ ở nhà thôi ạ, ăn và chơi thôi. Nhưng bạn Minh cũng phải định nhận số tiền này. Vậy mô hình chung số tiền này là các bác Minh nhận và phải nhận. Ai đã từng bị nhận tiền và phải nhận tiền, những người nhận tiền bất đắc dĩ được điểm mặt. Mà chị Phạm Thị Ánh Nguyệt đầu tư 1015 bộ. Tức là quý vị cứ thử nhân với mỗi bộ là 35 triệu. Chị ấy bỏ ra 9,3 tỷ đồng để đầu tư 1015 bộ. Nhưng bù lại, chị ấy thu về nhà mình là trên 450 tỷ tiền tri ân. Bỏ ra 9,3 tỷ đồng, thu về 450 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận là 4.800% hay 48 lần. Có là nhà kinh doanh đại tài hàng đầu thế giới như Bill Gates hay Warren Buffett cũng phải tôn làm sư phụ. Không chỉ mách nước cách sinh lời trong mơ, Liên kết Việt còn chu đáo đến độ mách nước cách giấu gia đình, người thân để đem tiền nộp vào đa cấp. Vậy phương pháp thành công tại công ty của chúng cháu, các bác chỉ sử dụng cho cháu hai từ thôi ạ. Là từ tự quyết được không ạ? Mà về chia sẻ với vợ hoặc với chồng, thì chồng chơi ngay câu này: mà bị chúng nó lừa rồi, già rồi còn bị trẻ con nó lừa cho. Và sau câu này: két sắt thì đổ mật khẩu, chìa khóa tủ thì giấu đi. Chia sẻ với mẹ được không ạ? Mẹ chơi ngay câu này: ông con à, ngon thế này không đến lớp nhà mày, lớp nhà giàu nó làm hết rồi con ơi. Chia sẻ cho bạn thân: ông chơi ngay câu với ông tướng à, ông định lừa cả tôi cơ. Kẻ thuyết trình ở trên, kẻ nói đế theo ở dưới, giống như một vở kịch chèo được diễn thành thục. Con đường đến với giấc mơ làm giàu dường như đang trải thảm đỏ trước mắt những người nghe này. Ông Lê Thanh Sơn, ông nghĩ thế nào khi xem cái video clip này? Thưa chị Thu Hường, toàn bộ đoạn clip này là lời chia sẻ hoàn toàn sai sự thật của công ty Liên kết Việt. Và công ty Liên kết Việt thì anh này là người chia sẻ và là không thuộc nhân viên và cán bộ của công ty. Và công ty không chủ trương đưa anh này về thuyết trình tại thị trường Thủy Nguyên. Thế nếu không phải là nhân viên thì anh này là gì mà anh có thể giới thiệu về công ty Liên kết Việt? Điều này thì chúng ta phải nói đến đó là trách nhiệm của đại lý. Và khi đại lý mà ký với công ty thì đại lý phải chịu trách nhiệm với những lời tuyên truyền của mình, với công ty, với pháp luật. Và đặc biệt là cử nhân sự lên thuyết trình như thế này thì đại lý phải chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty. Và chúng tôi sẽ có những hình thức xử lý. Có nghĩa đây là một đại lý, một nhà phân phối của công ty Liên kết Việt đúng không ạ? Thế nhưng mà đúng là quá nguy hiểm luôn. Kể cả đó có là một nhà phân phối và một đại lý đi chăng nữa, tôi còn có thể cho anh xem anh ta còn dùng những cái lời lẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Thậm chí là dùng tới uy tín của một trong những cái bộ quan trọng nhất là Bộ Quốc phòng. Mời anh xem video clip sau đây.
Đây là ban lãnh đạo công ty chúng cháu này. Thứ nhất là người đứng phía bên tay phải của các bác, tay trái của các bác là chủ tịch hội đồng quản trị Lê Xuân Hà. Người đứng giữa là thượng tướng viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và người đứng phía bên tay phải của các bác là thiếu tướng Nguyễn Huy Trung, nguyên viện phó viện kiểm sát quân sự trung ương. Vậy các bác nhé, các bác tưởng tượng rằng những ban lãnh đạo của công ty cháu là các bác thuộc trung ương đảng, đúng không ạ? Các bác cống hiến cả một cuộc đời mình và ngày hôm nay các bác lại xây dựng nên một công ty giúp xóa đói giảm nghèo. Và các bác kết hợp với công ty là các bác kết hợp với những bác này, không phải kết hợp với chúng cháu. Thứ nhất, các bác không tiếp thị. Thứ hai, các bác không tư vấn. Thứ ba, các bác không quảng cáo và đặc biệt là các bác không bán hàng. Vậy tại sao cấm các bác đi làm điều này? Vì công ty của chúng cháu là thuộc Tập đoàn Thiết bị Y tế Bộ Quốc phòng, là bộ mặt của nhà nước nên công ty cấm các bác làm điều này. Vâng, anh thì ông thì nói rằng là đây là nhà phân phối và nhà phân phối này thì nói chưa chuẩn. Thế nhưng ông có thể cho biết là có phải là công ty Liên kết Việt là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Thưa chị Thu Hường, là công ty Liên kết Việt là tên đầy đủ là công ty cổ phần Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam và đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh đa cấp ngày 22 tháng 12 năm 2014. Và tên đầy đủ của công ty là công ty cổ phần Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam. Do vậy, tất cả những cái lời chia sẻ của tất cả các nhà phân phối phải chịu trách nhiệm trước những cái lời chia sẻ của mình, từ tuyên truyền và chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về những lời chia sẻ của mình. Vâng, nhưng tôi muốn hỏi là công ty này có phải là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Như tôi vừa nói với chị Thu Hương rồi, tên công ty là công ty cổ phần Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam trên giấy phép kinh doanh đa cấp ở đây. Đó, trên giấy phép kinh doanh đa cấp. Và thưa, tất cả những lời chia sẻ của cái người này thì là đều không chính xác so với những cái hoạt động của công ty đang diễn ra. Vâng, công ty đó có nói là công ty Liên kết Việt thì là công ty con thuộc Tập đoàn Thiết bị Y tế Bộ Quốc phòng. Vậy đây có phải là công ty thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Chính xác là không. Không đúng ạ. Nhưng mà trên website thì tôi lại thấy nhiều video về các cái đại hội hoa hồng mà tôi có thể giới thiệu cho anh xem ngay sau đây. Tiếp theo, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ban lãnh đạo công ty, ông Lê Xuân Hà, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thiết bị y tế TCC, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam. Đại tá Nguyễn Văn Tùng, phó tổng giám đốc tập đoàn thiết bị y tế TCC. Chắc hẳn là anh cũng vừa nhận ra mình chính là cái người MC trong cái đại hội hoa hồng này đúng không ạ? Ở đây thì tôi thấy là anh giới thiệu là rất nhiều vị đại tá đương chức của Bộ Quốc phòng đang tham gia ban lãnh đạo của công ty. Thế thì liệu có cái mối liên hệ gì với Bộ Quốc phòng hay không? Liệu có cái sự mạo danh Bộ Quốc phòng ở đây hay không? Bạn Thu Hường phải để ý khi mà hình ảnh của tôi được giới thiệu ở trên đó. Và tôi là giới thiệu là đại tá. Và tất cả các đại tá này đều đã về hưu. Và tôi chưa hề thêm chữ nào gọi là chữ Bộ Quốc phòng ở đây cả. Cho nên là không thể nói công ty này là của công ty của Bộ Quốc phòng được. Tôi rất là băn khoăn, nếu mà là đại tá đã về hưu tại sao anh không nói là nguyên là đại tá? Tức là... Tại sao anh không nói là nguyên là đại tá, hoặc anh giới thiệu là đây là đại tá đã về hưu, mà anh lại giới thiệu là đây là đại tá tham gia và ví dụ như là phó tổng giám đốc của công ty Liên kết Việt? Ok, thực ra là tất cả các đại tá này đều có chức danh ở trong công ty và đều nắm những cái vị trí trong công ty. Và họ không nhân danh Bộ Quốc phòng để đi làm. Ví dụ như trường hợp của đại tá Nguyễn Văn Tung thì là ông đã nghỉ hưu và là hiện tại đang làm tại Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP. BQP đúng không ạ? Là cũng rất là giống với gọi là từ viết tắt của Bộ Quốc phòng đúng không ạ? Và rất nhiều người với cái từ viết tắt này cũng nghĩ là công ty của anh trực thuộc Bộ Quốc phòng. Vâng, và chúng tôi cũng xin nói với anh là trong sáng hôm nay thì chúng tôi nhận được hai thông tin. Thứ nhất là Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thì cái người đã được giới thiệu trong clip vừa rồi thì cho biết là ông chưa từng tham gia hoạt động kinh doanh hay điều hành tại bất kỳ công ty nào. Và thông tin thứ hai là Bộ Quốc phòng khẳng định là không có bất kỳ liên kết với bất kỳ công ty nào có tên là Liên kết Việt hay là Tập đoàn Thiết bị Y tế Bộ Quốc phòng. Hôm nay thì cũng cảm ơn anh Lê Thanh Sơn đã tham gia chương trình.